Đá bên em thì chủ yếu là những dòng đá có nhiều cạnh đấy, giúp cấy vào dương vật thì nó sẽ tăng độ ma sát hơn đấy, nó tăng hiệu quả hơn đấy, anh em quan hệ giúp chị em dễ dàng lên đỉnh hơn. Những dòng đá có rất nhiều kích cỡ đấy, để nó phù hợp với từng độ tuổi và từng lượng da lượng mỡ của anh em đấy, thì lúc gặp trực tiếp thì em sẽ tư vấn đấy, vào những cái bộ bi nó phù hợp nhất đấy, nó tăng cái hiệu quả nhất.